Xin chào anh em, sản phẩm đã hoàn thiện xong rồi nhá. Và đây là video cuối cùng của cái sản phẩm này sau khi hoàn thiện xong. Super VIP luôn chị ơi. Cái chất này mà đẹp nhất Sài Gòn luôn. Hoàn thiện xong nhá. Một sản phẩm rất là xịn dành cho chị gái của mình. Và đây là trên tay một em xinh gái. Xinh gái nhất văn phòng luôn. Quá đẹp. Anh em xem chi tiết sản phẩm này trong ngày hôm sau nhá. Cái này còn chưa lau hết cơ. Quá xịn luôn. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta có trên tay khoảng 75 viên kim cương cùng với khoảng 12-13 viên đá quý ở tất cả các nước. Và sản phẩm này đã được sản xuất sau 1 tháng rưỡi lên thiết kế và chọn đá. Và tổng chi phí chúng ta làm xong sản phẩm này là gần 80 triệu anh chị. Và đây là cái giá mà cực kỳ hữu nghị cho chị khách hàng. Cực kỳ thân quen và sử dụng rất nhiều sản phẩm trên tay game rồi, chứ còn nếu bây giờ sản xuất mới một cái này thì giá trị sẽ cao hơn nhá. Tại vì những cái viên đá này là gần như tôi trợ giá cho chị gần như tối đa rồi. Và có thể là với anh chị thì sẽ lựa chọn các màu đá khác nhau nữa thì nó sẽ thay đổi về giá thành. Nhưng đa phần ở đây chúng ta dùng chủ yếu là tourmaline, sapphire và một vài số viên đá hiếm, ví dụ như garnet xanh. Và có một cái viên đá rất là nhỏ ở đây. Đó là một viên di công xanh của Campuchia. Để tạo nên cái sản phẩm đẹp như này thì anh chị hãy xem thêm quá trình hoàn thiện lên sản phẩm này nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào và tạm biệt.